Thanh xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì cả nhà bữa nay là hiện tại Thanh đang ở chùa An Hòa Tự á. Thì bữa nay là Thanh được một tấm lòng của anh giấu tên ở bên Mỹ. Anh có mua ủng hộ cho Thanh là 2 triệu tiền nhang. Thì kêu có nhờ Thanh là đi cúng chùa giùm chảnh. Thì ba ngôi chùa. Bữa nay Thanh sẽ ghé ngôi chùa An Hòa Tự trước, rồi sau đó Thanh sẽ đi theo hai cái chùa tiếp theo. Thì 2 triệu tiền nhang thì Thanh cộng lại là khoảng 50 mấy ớt nhang, nhưng mà Thanh làm trọn đưa luôn trọn là 60 ớt để chia ra ba ngôi chùa là 20 ớt, với cả nhà chia ra một chùa 20 ớt. Thì Thanh sẽ đi vô trong đây để đưa cho vô chùa cúng. Bây giờ Thanh mời cô chú anh chị các bạn cùng đi với Thanh nha. Thì em cũng gửi lời cảm ơn đến anh giấu tên ở bên Mỹ đã có tấm lòng ủng hộ, mua nhang ủng hộ cho em và gửi cúng chùa ở gần nhà em á. Em cảm ơn anh rất nhiều. Chúc cho anh và gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống nha. Bây giờ Thanh mời cô chú anh chị các bạn cùng đi với Thanh nha. Đây Thanh sẽ đem đi 20 ớt trước. Đây rất này rất sáng hơn, cũng đi trưa ở cái nhà cho nên cũng hơi nắng. Thì Thanh đi vô tới đây thì chú không có kiểu như ở chùa ở cái nhà chú không có cho quay phim. Bây giờ Thanh sẽ đi vô cổng đưa vô cho mấy cô, rồi Thanh sẽ đi cúng xong rồi đi ra cả nhà. Rồi, nhà thì nãy giờ Thanh cũng cúng xong rồi á, thì do là cái chỗ tôn nghiêm cấm quay phim chụp hình đó, thì Thanh cũng quay lén được chút xíu thôi. Tại vì cũng có cái bảng rồi, thêm cái chú bảo vệ ngồi đó không có cho quay với cả nhà. Thanh đi vô cúng và để nhang vô trong đó xong rồi Thanh đi ra. Thì Thanh đang cúng là ở họ chùa Phật giáo Hòa Hảo An Hòa Tự. Bây giờ Thanh sẽ đi xuống chùa Tổ Đình, nhà của Đức Thầy. Bây giờ Thanh tiếp tục đi, mời cô chú anh chị các bạn cùng đi với Thanh nha. Mình sẽ đi. Dạ, qua đây. Lấy hai ớt này đưa qua bên đây cũng đưa cho chú. Hồi nãy chú có hỏi chia đưa cho chú hai ớt để cúng mình cái miếu bên đây á cả nhà. Đưa qua đó thôi chú. Okay.
Lúc nãy mình đi vô chú sách nhang vô, chú có hỏi là đem nhang đi đâu thì nói đem vô chùa, thì chú có xin lại 2 ớt để đem qua đây, mà mình đem vô chùa 20 ớt rồi, chích ở bên đây 2 ớt để đem qua bên tổ đình tầm 8 ớt nha, thì anh đi qua bên tổ đình mà cô chú chỉ vậy mình đi với anh nha. Đi ra đây cũng chưa có gặp nữa, có chị này mà đi dắt ra theo hôm một em biết là bán đấy chị, sinh là lớn rộng đó. Khách sắp tới lại 18 tháng 5 rồi. Đông cực kỳ luôn, cái con kia cũng nó mình on nhiều cái nó không biết nó nhát nhát cảm thấy không phải gì nó đi một đồng tâm mà tôi nghe hai chặt mà hơn cái gì đó. Bây giờ là mình đi ra mộ của Đức Ông Đức Bà đi với chị luôn cả nhà.
Con Linh gặp chị Linh đó. Có thể là con một câu rồi. Đi đây mất đồng mà mình không có biết không mà đây chỉ đi cúng như vậy. Có hỏi là đây đi chơi trọng không có bà không? Dạ không có nói luôn. Đường xe nhắc chân rồi mà nó bị lép rồi chân. Cái con này nó tự lên rồi nó bị lép hộp. Đây là tới ngay cái mộ của Đức ông Đức bà là cha mẹ của Đức thầy á cả nhà. Lần đầu tiên mới ra đây luôn á chứ mấy dịp mà đi xuống đây đi lễ này kia là chưa có ra đây lần nào. Cũng chuẩn bị tới lễ 18 tháng 5 lễ Đức thầy á rất là lớn luôn cả nhà. Thì tới bữa đó anh sẽ đi xuống đây rồi chia sẻ cảnh bà con này kia đi cúng lễ này kia cho cả nhà cùng xem. Có duyên với chị này thì này nó trúng chị này. Đây là cái thuyền của Đức ông, cái ghe của Đức ông này cả nhà. Chiếc thuyền cano. Cái này là lâu lắm luôn rồi. Tại sao mà sao mới lén được cái nhiều kiếp cái tà la đi bán cho coi xe du lịch cố không phải là. Đi tham quan hết thì coi xe du lịch khác là mình đi vòng vòng nghe giảng. Dạ. Cái xe này lâu đời lắm rồi. Xong rồi, bây giờ cũng Hân cũng cúng xong đem nhang cho chùa xong rồi bây giờ Hân sẽ đi cái dinh Đức Cố ở trên đây cả nhà. Thì mình đi về có ở bên trên Phú Bình cũng có mà ở bên bên sông ở bên Trà Cú cũng có. Trà Cú thì lớn thì chưa qua đó hả? Chưa qua đó hả? Chưa. Là sao làm vậy hết đi. Thì bây giờ Hân đang ở tổ đình. Thì Thanh cũng cúng xong rồi đưa nhang vô chùa, vô tổ đình xong rồi bây giờ Thanh sẽ đi qua cái dinh Đức Cố cả nhà. Bây giờ là Thanh cúng xong Thanh đi chạy về, đi qua dinh Đức Cố và tôi kính chị các bạn cùng đi tiếp tục với Thanh nha. Ở đây là nơi tôn nghiêm á cho nên không cho quay, mình cũng quay lén thôi cả nhà.
Bây giờ là tới điểm thứ ba cả nhà, Thanh sẽ đi vô trong cái dinh Đức Cố để cúng và đưa nhang vô trong dinh tục. Đi. Thì hai điểm đó là nơi tôn nghiêm mới cho nên người ta không có cho quay phim chụp hình cả nhà. Thì qua đây thì người ta cho quay phim, mình sẽ quay cho cả nhà xem nha. Lấy cái dĩa ra để ra. Ít nhiều vậy đó hả? Dạ. Đừng con nó không ra khỏi cái khỏi dĩa. Bây giờ Thanh cũng cúng xong rồi cả nhà ơi. Thì đây là cái địa điểm thứ ba cũng như là địa điểm cuối cùng. Thì Thanh đem nhang đi cúng vô chùa và dinh Đức Cố. Theo em cũng gửi lời cảm ơn anh dấu tên ở Mỹ đã mua nhang ủng hộ cho em và kia có nhờ em là đi cúng chùa giùm anh. Thì em cũng cúng xong rồi. Bây giờ Thanh xong rồi cả nhà. Thanh xin phép đi về. Em cũng cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh đã mua nhang ủng hộ em. Thì em xin chúc cho anh và gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống nha. Rồi bây giờ Thanh đi về. Video của Thanh đến đây Thanh cũng xin kết thúc. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem hết video của Thanh. Cả nhà nhớ đón xem video tiếp theo của Thanh vào 7:30 tối mai nha. Bye bye cả nhà.